So I still remember the day when Jack Martin calls and, you know, tell us about the events, how it's going to be. We were super excited. Balance has the opportunity to work on many different type of events before. However, it was so special for us as we have the chance to working on, you know, one of the biggest anime titles in Japan, which is Yu Yu Hakusho. The manga was released in the early 90s and the anime series was quickly followed up for the fans. So we knew that there were still active fan communities of the franchise. The challenge was big. We have such a huge audience and, you know, fan expectations. So we want to make sure that whatever we deliver, it has to go beyond that. Yu Yu Hakusho phiên bản live action có rất là nhiều cảnh hành động giữa các thế lực, giữa các người anh hùng cũng như là ma quỷ. Cái khó khăn của chúng tôi trong cái việc truyền tải những cái tinh thần của những cái cảnh hành động đó, của cái thế giới ma quỷ đó vào trong những cái hiệu ứng trên sân khấu là một cái thử thách rất là lớn. The premiere is like a bridge giving the audience a nostalgic ride to a jaw-dropping visual of the series. The idea that we had was to keep as much as possible from what the fan has seen. Sun Ni Ich Go! Chúng tôi đã phải cân bằng giữa những cái yếu tố mang tính rất là nguyên bản từ bộ anime gốc cho tới cái việc là chuyển thể những cái ngôn ngữ đó lên trên hiệu ứng sân khấu thật. We have done extensive research on the source material, the anime, and then we compare the visual aid to the live action. We got lucky because the show visual effects are amazing. It's really helped us to developing the show storyboard and visualization. Và chúng tôi đã cố gắng nắm bắt những bản chất và tính cách của từng nhân vật để có thể featuring họ lên trên từng cái màn ra mắt của từng diễn viên. Trong live action của Yu Yu Hakusho có rất là nhiều những cảnh hành động cũng như là những cái dạng năng lượng giữa thế lực bóng tối cũng như là dương gian của những người anh hùng chúng ta đối chọi với nhau. Và cái việc là chúng tôi sẽ phải sử dụng những cái tông màu khác nhau đối chọi trên sân khấu cũng như những hiệu ứng sân khấu đặc biệt của mỗi một thế giới của Yu Yu Hakusho tại Tokyo. So anytime you get a chance to work on a project like this at such scale, with such iconic characters, excited that you get to contribute a small part to a piece of anime culture at such a huge live event. I think the main source for our inspiration for all of these tracks would link back to the music that was written for the TV show itself. That music was in a fantastic hybrid of industrial electronica with orchestral motifs that we tried to utilize as much as possible. That and the fact that the way the compositions worked was we had composers in Sydney, in Melbourne, in Singapore, in London, and in Amsterdam. One of the biggest challenges that we had to deal with was there are two screens that was in the venue. Every screen has its own difficulties when it comes to the premiere. The screen in the middle, which is basically a screen that is folded into a cylinder shape to create a 360 experience. Ngoài ra thì xung quanh chúng ta được bổ trợ bởi ánh sáng cũng như là một cái màn chiếu đằng sau. Thì cái câu chuyện ở đây không chỉ kể trên một mặt phẳng mà chúng ta kể ở trên những cái sân khấu có đa chiều và có những cái góc độ nhìn khác nhau. Selecting the right technical spec for the screen is very crucial, as well as the design of the floor, the design of lighting. Và có những trường đoạn thì chúng ta không nên chiếu tất cả hình ảnh cùng một lúc, mà chúng ta nên chiếu cái màn đằng sau trước hoặc là màn đằng trước trước để chúng ta giới thiệu về từng phần của sân khấu. Và sau đó thì chúng ta mới tổng hòa tất cả những cái hiệu ứng đó cùng một lúc với nhau ở những giai đoạn, ở những trường đoạn kịch tính nhất. Thì đấy là một cái cách thức để chúng ta kể chuyện trên một cái dạng sân khấu như vậy. The red carpet experience was a very unique event. The crowd was amazing and the talent was stunning. It's been an exciting, at the same time, rewarding journey for everyone working in this project. The team went above and beyond and we're glad that we made it happen.
thanks Netflix, Jack Mortons for the opportunity. We hope everyone enjoy the shows. Thank you. You know Yakuza! Sun! Ni! Ichi! ありがとうございました。全世界に